Đây các bác thân mến, hôm nay em lên sóng em chim thái màu rất đẹp luôn. Đây. Con này là con đực nhá. Riêng về giới tính thì em cam kết cho các bác, bảo hành cho các bác. Đây. Màu như này. Màu. Đây. Con này ưu điểm chân rất dài và rất to luôn. Đấy các bác nhìn cái chân thì thích luôn này, chân đỏ. Đây. Độ thuần rất là cao luôn. Con này thì được khoảng 3 tháng đến hơn 3 tháng tuổi thì bắt đầu gáy rồi, ra giọng rồi. Chim thái thì tất cả đều thổ hết các bác ạ. Nhưng con này em thích cái màu của nó. Màu điểm của nó rất là hay. Màu của nó rất đẹp đấy. Bác nhìn cái sườn bên này rất là đẹp luôn. Sườn bên này không đẹp bằng sườn bên kia, nó vừa quay đầu xong. Sườn rất đẹp luôn. Thì con này để cho các bác là 1 triệu 2. Đấy. Clip 29 nhá, giá 1 triệu 2. Bác nào đúng chân đúng sở thích chốt cho em con này. Nay em đăng đúng vào ngày 29 tháng 6. Đấy. Dòng này thì nuôi gần người từ nhỏ ra là rất là thuần luôn. Đấy các bác nhìn chân rất dài luôn. Chân rất dài, mỏ dài, đầu dài. Đó. Rất đẹp luôn. Clip số 29. Ngày nào em cũng lên sóng các bác ạ. Em lên sóng thì các bác đi chợ, các bác lang thang trên kênh YouTube của em thì các bác luôn luôn có được những cái thông tin mới hàng ngày. Như không phải là có lừa. Em rất chịu khó đăng bài. Đấy, có nào em đăng thế luôn. Có đôi chim non là bán đôi chim non, có đôi chim biết mổ là bán biết mổ. Có con nào nó gù là nó gù. Đấy. Con này thì các bác về các bác chỉ chơi khoảng 2 tháng là nổi căng đét luôn. Đấy. Đấy. Chim đấy. Cong lưng rất đẹp luôn. Chim cong lưng, móng trắng luôn. Móng trắng. Rồi cho nó quay đầu. Đấy, quay đầu. Quay đầu, quay đầu. Đấy. Cho nó quay đầu nhìn cho nó đẹp. Đấy. Em vừa mới đưa tay vào để cho nó quay đầu một chút. Đó. Màu rất đẹp luôn. Con này nói 1,2 triệu là hơi vội. Đấy, nhưng mà thôi, Covid anh em ạ. Giá này là giá gọi mùa dịch, giá này là giá tình hình chung. Đấy. Ngành ngành nghề nghề đều khó khăn. Giờ là các bác biết các bác cũng nhiều khoản chi tiêu. Để chơi một con chim nhiều bác là có khi nó trong kỷ niệm của em nhiều bác có khi là thích đam mê. Đó. Mua con chim của em 2 triệu nhưng mà có khi là chuyển khoản trước cho em 1,5 triệu rồi em mang đến là đưa đưa 500 trước mặt vợ. Hỏi anh bao nhiêu tiền hả chú? Và 500 anh ạ. Đưa tiền trước mặt hai anh em diễn kịch ngại chết người. Nhưng mà đấy là câu chuyện vui mà có thật luôn. Nhiều khi là anh em nhưng mà các chị em mà có xem video này cũng phải thông cảm, bởi vì những ông mà chơi chim cu, chơi 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 chơi, chơi, chơi chó rồi chơi chim rồi chơi sinh vật cảnh là thường các ông hay tỉ mẩn tỉ mỉ hay dịu dịt tình cảm, nói chung là cũng không hay lăng nhăng bồ bịch, không hay cờ bạc gái gú đấy. Nên là các chị em mà cứ thấy cánh đàn ông mà chơi thì cũng đấy là cái dấu hiệu mừng đấy, nó chả đáng bao nhiêu cả, 1,2 triệu chơi con chim cả năm rồi đấy. Mà trẻ con họ nhìn thấy bố mẹ yêu thương động vật muôn loài như này, nó cũng gieo rắc một cái mầm, một cái ý thức về yêu thiên nhiên động vật rất là tốt cho trẻ con. Bố mẹ yêu động vật thì con cũng yêu thôi. Đấy. Con này là 1,2 triệu này em chưa bao cước các bác nhé. Clip số 29 tháng 6, 1,2 triệu chim thái. Con này em nghĩ nó cũng phải 4 tháng tuổi rồi, tại vì nhà em nuôi nuôi nhiều nó mập mờ, nó không không chính xác, bởi vì con này thì cườm nó đã bắn rồi này các bác ạ. Cườm này cườm đen này. Rất hay. Con này rất là hay luôn. Bác nào mà tầm tiền đấy thì không còn một cái sự lựa chọn nào khác nữa cả, để nó hợp lý hơn. Đấy. Đấy, các bác nhìn thì con chim nó đẹp từng cái vảy từng cm như thế này cơ mà các bác. Đấy. Rất đẹp luôn. Rất đẹp.
Số Zalo cũng như số liên hệ của em là 033 5305 982. Bác nào đến khu vực nhà em thì nó thuộc địa phận gần sân bóng Đà Điểu, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip sau.